Một ngày nào đó vẫn bay và ta vẫn say. Xin chào các bạn. Hôm nay trời mưa và sẽ mưa mãi thôi. Hôm nay ngày birthday của con trai 17 tuổi rồi. Nhanh quá đi thôi. Hôm nào nhớ mình 17 tuổi, bây giờ mình là ba của đứa 17 tuổi. Mình là đứa có con trễ đó nha, đến lúc 40 tuổi mình mới có con. Chứ mình có con sớm bây giờ chắc có cháu ngoại rồi, cháu ngoại cháu nội này. Con gái thì vài tuần nữa nó sẽ là 19 tuổi. Con trai thì hôm nay 17 tuổi rồi. Con trai thì 17 tuổi mình vẫn còn lo lắng cho nó quá đi thôi. Mình nhớ lúc 16 tuổi con gái nó đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu nó biết lo. Nó biết lo tự nấu ăn chút đỉnh. Khi mà nấu cái gì lớn thì nó không thích, nó cần mình nấu. Nhưng mà ví dụ như là có đồ ăn trong tủ lạnh này nọ rồi thì nó xuống nó tự làm nó ăn. Bây giờ thì nó là hoàn toàn độc lập rồi, phải giặt đồ, phải nó phải ăn uống một mình, phải lo có tiền có nhà băng, phải lo tài khoản chi phí học hành này nọ rồi. Còn anh út của tôi lo quá, cưng nó quá. Bây giờ nó cứ bừa bãi, mình nói hoài mấy nay cả tuần rồi mà nó cũng không thay đổi được. Ăn thì nó cứ đòi đa đi, phải làm cho đủ thứ hết, đưa dọn ra cho ăn xong rồi cái bắt đầu bỏ nó đi, kêu nó phải dọn dẹp vô đàng hoàng, quần áo thay cũng quăng tùm lum hết, là mình phải kêu nó phải gọn dẹp lại để vô trong cái chỗ giặt đồ. Cưng quá, tới bây giờ thì chắc hơi trễ rồi. Nhưng mà cũng phải ráng huấn luyện nó cho 1 năm cho nó trước khi nó vào đại học, chẳng nó mà nó tự lo chứ. Thằng con trai này nó còn ham chơi quá. Mình tưởng là nó cũng giống như chị hai, đến khoảng 16 tuổi bắt đầu nó thay đổi. Thôi mình kệ, mình lỡ làm hư rồi mình phải ráng huấn luyện cho nó thêm năm cho nó biết cách chứ. Đây đây, giờ đang đi đổ xăng cho tôi trong tuần đây. Tối nay mẹ nó bay về ăn birthday nó, chắc nó cũng đòi đi ăn cái chỗ thịt nướng ba tây Brazil Grill đó. Đi xuống dưới đó trời mưa xa xôi mà ăn uống mệt quá, dẫn nó đi ăn buffet thì nó không chịu. Công nhận á, mưa nó là mưa quá nhiều luôn, công nhận từ đầu năm đến nay
được chừng 3 ngày mà là trời nắng cái nó mưa lại, 3 ngày trời nắng mưa lại. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Nhiều quá. Ăn chơi cũng vậy mà làm việc cũng vậy, có nhiều người làm quá sức đến nỗi bệnh, mang bệnh chết. À, đọc tin tức có một cái tài tử hồi đó là thiên đó, là chưa thiên đó, lúc thời khoảng 20 mấy, là rất là hot, con gái rồi thích TV show đó, là anh chàng ta là nổi tiếng lắm, nhất là về con gái. Tin tức là bị heart attack chết liền, 52 tuổi, trẻ hơn mình lúc mình bị heart attack hình như 50, 55 tuổi mình mới bị, nhưng mà bị rất là nhẹ. Anh chàng này bị là massive stroke, nghĩa là khi mà nó đứng tim lại mà máu nó không có lên được óc luôn á, đến nỗi mà óc nó chết trong khoảng 1 phút hay bao nhiêu phút óc sẽ chết. Có nhiều khi người ta cấp cứu được thì người ta bị gọi là bị què méo miệng, méo chân, què tay về chân vậy, là giống như là cái nerve nó bị chết rồi đó. Óc thì cũng còn chút đúng sống được chút đỉnh. Còn nhiều người bị heart attack đến té xuống xỉu rồi đi nhà thương cấp cứu rồi cứu kịp á, thì không có bị brain dead, không có bị chết óc mà cũng không có bị gì hết. Đó cũng là, còn mình đó là mình tự thấy nó đau quá mình đi vô thì đến một ngày sau mới biết được là bị nghẹt cái một cái vein, một cái mạch máu ấy. Cũng rất là nhẹ, từ không có bị té xỉu hay là gì hết, tự mình cảm giác thấy mình đi vô nhà thương á. Costco đây. Giờ này đổ xăng cho nó xong cái rồi cuối tuần tranh thủ có gì không? Thấy thời tiết nó mưa ngoài mưa. Chừng một ngày cloudy day thì đến gần 2 ngày mưa. Mà mưa mấy nay mưa không có to, không mưa to như mấy bữa trước. Không biết bản nhạc này có bị cúp không? Trong xe ngồi chờ đợi nó đang đổ xăng, đổ đầy bình luôn rồi tính sao. Tại có mấy bé mình cái xăng này hôm nay chạy như cũng gần 3 tuần lễ rồi mà chưa có hết xăng á. Công nhận mua chiếc xe mới này đỡ tốn xăng, nửa xăng nửa điện. Nghi cái bản nhạc này mình để lên không được quá, chắc phải tự để thử đây. Tại vì mình upload cả tiếng đồng hồ xong rồi cái nó bị không cho, nó cấm cái bắt đầu phải delete, phải sửa lại nữa. Mình phải làm thử một khúc mới được. Ok, đổ xăng xong rồi. Noel, tôi yêu.
không có thuộc một cái lời. Mình nghe nhạc không có nhớ lời, dở quá. Nhiều người ta nhớ bài, cả bài là nhạc luôn, hay. Bên kia có quán cà phê mà không biết có nên qua mua qua ly cà phê uống không. Thôi khỏi, biến quá. Trời. Mấy cái cây anh đào vẫn còn nở bông, chừng vài tuần nữa gió thổi nó bay hết. Hết hết đẹp rồi, giờ ngắm được nhiêu ngắm. Sáng sớm mà càm ràm dụ con cái con chán hơn. Còn mình trong đời mình giờ chỉ còn có vậy không à. Có hai đứa con. Lo cho nó được xong xuôi rồi chắc vui là được tự do đi chơi. Con gái mình lúc này cũng lâu lâu cũng nhớ, nó không có nhớ như hồi lúc trước, nó mới đi tuần hai tuần nhớ. Nhớ nhiều. Bây giờ thì mỗi lần gọi nói chuyện nó thì nó nói ok, không sao hết, để nó học bài. Gọi nó hoài. Khóa rồi thì năm khóa đầu tiên nó lên nó cũng hơi bỡ ngỡ, từ từ high school lên đại học thì nó cũng rất là khác, cho nên điểm cũng không có được khá như là hồi high school thì được straight A, điểm điểm cao không. Bây giờ thì bị B, A tùm lum hết, cho nên nó nói để nó cố gắng nó học. Nói tóm lại không đâu cần phải học straight A nó, mà học được điểm 3.3, 3.5 là mình rất là vui rồi. Đó là cái đó là khoảng A. Nó có A plus, rồi A, rồi A minus, rồi B plus, B, B, rồi B minus vậy đó phải không? Mà đậu ra trường 3 chấm trở lên nghĩa là khoảng nó được A, là vừa A là đủ rồi. Miễn sao mình có khá có cái khả năng đi phỏng vấn nói chuyện lanh lợi thì mới dễ được mướn, chứ còn thôi thì phải đi đi làm cũng như gọi là internship, làm trước khi mà đi ra trường đi làm cũng như vài tháng của công ty nào vậy đó, quen biết mấy cái manager rồi họ lít lúc mướn dễ hơn. Chứ còn lúc đi phỏng vấn ít khi nào nó hỏi điểm đâu, bao giờ hỏi mình thấy không có ai hỏi điểm bao nhiêu đâu, không có ai check điểm đâu. Có thể hỏi là học trường nào vậy thôi. Tóm lại đi interview job mà mình người ta thích mình á, bắt đầu nó mới hỏi tiếng thêm. Nhiều khi một cái first impression gọi là gì, ấn tượng đầu tiên nó nhìn nó thích rồi nó nói, bắt đầu nó nói chuyện hỏi chuyện tầm bậy tầm bạ xong rồi xù. Có nhiều cái job mình đi interview mình thấy cái job rất là dễ mà rất là hợp với cái cách của mình làm, nó không có hỏi gì về cái việc làm, nó hỏi ba cái tầm bậy bạ, mày bây giờ mày muốn làm cái gì, 5 năm sau mày muốn cần cái gì, gây lộn rồi giải quyết làm sao. Ui. Hỏi vậy à, ok mày làm mà sẽ làm kinh nghiệm về làm sao, thí dụ như cái trouble nó làm sao mà giải quyết làm sao, mấy cái đó mới hỏi là về kinh nghiệm đó. Khi nó không thích bước rồi nó mới hỏi ba cái tàu lao. Anyway, càm làm đủ rồi nha các bạn. Mình chúc các bạn giữa tuần vui vẻ. Ở đây gọi là hump day, là ngày thứ tư là ngày mà giữa tuần đó, người ta làm mà ta quẩy quẩy. Nghĩa là qua cái ngày hôm nay là ngày thứ năm là bắt đầu thấy nó xuống dốc. Là thứ sáu là thấy cuối tuần khỏe khoắn. Nhưng mà cũng tùy việc làm, ví dụ như việc làm cũng giống như nó thường xuyên mà nó không có cái gì thay đổi mà không có stress thì không sao. Còn nó làm kỹ sư mà đối phó với lại
mấy công việc, mấy công ty khác rồi gì đó rất là stress, ngày nào rất nhiều khi thứ sáu nó cũng stress, thứ hai cũng stress. Công việc mà không có gì thì ok, thở được chút chứ mà. Anyway, tạm chào các bạn, bye bye.